Alo, chào Duyên Vy, phải tranh thủ tí phải đi lên tiệc. Chào tất cả mọi người nha. Không biết cái Vâng, chào thằng chị. gì Jackson Nguyễn, không biết là nó ở đâu, lốt thì nó ở Đức, Nó ở Đức, nó ở Đức chưa? Nó ở tại Đức. nhưng mà nó Nó có ở khi Đức. nào nó có lên trên diễn đàn mà nó mở webcam rồi nó nói chuyện đâu? Cái thứ nhất thế này nè, để trả lời cái thằng Có. thằng này nó trẻ không, độ như tuổi mình dễ nói chuyện xưng hô nó một tí thôi. Cái thứ nhất anh nói cho Nó tầm 40 dùng anh đổ em lại thôi chú. như thế này nè, bạn hiểu như thế này nè, tất cả những vị lãnh đạo kể cả chức thủ tướng là những người trong bộ chính trị á, hay là những người, tại vì tất cả những cái vùng mà thiên tai lũ lụt hay là những cái gì đó khi mà xảy ra là tất nhiên nó có những các cấp của bộ bộ chống lũ lụt hay là bộ nông nghiệp hay là bộ lâm nghiệp, tất nói chung là tất cả các bộ, thủ tướng khi mà xảy ra những sự việc á, người mà lãnh đạo tối cao nhất của chính phủ á, là người ta đi quan sát, người ta nắm cái tổng thể ở nơi đó xảy ra như thế nào, người ta phải về để người ta họp và người ta đưa ra những cái phương án cứu trợ như thế nào, người ta đưa phương án là giúp dân như thế nào đó. Và ở còn lại là tất cả là các cấp chính quyền là tỉnh và các cấp bộ để người ta làm cái công việc đó do cái chỉ thị của thủ tướng xuống. Thế bạn cứ ngồi bạn cứ nói là tại sao ông Phúc hay là lãnh đạo này đắp chăn ngủ, đúng là cái con người của bạn rất là ngu, cái chỗ ngu si của bạn như vậy, cho nên bạn chỉ cào bàn phím thôi, chứ bạn không có đủ cái tư cách, không có đủ một cái trí thức để mà nhìn nhận mọi sự việc, đúng không? Mình nói đúng không chị Vy, các anh chị? Tất nhiên là kể cả bên Ở thì khi đây nó có một ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của Trung mà ương, bác thủ tướng là chỉ trực đạo thăng mới chung, quan ở đây có thủ tướng Trịnh Đình Dũng bác học cái nội là bác người mới phụ chỉ trách cái đạo là mảng các đó. là họ làm việc, chứ không phải đích thân một người lãnh đạo đất nước, tại vì người ta còn phải biết bao nhiêu công việc người ta lãnh đạo đất nước. Đấy, cái đó là cái nhất. Cái thứ hai, cái bạn bảo rằng là cán bộ, là tôi nói cho bạn nghe là bạn nói là cán bộ, chắc là tôi nói cho bạn nghe cái, chắc có lẽ là bạn là những cái thế hệ trẻ, bạn không hiểu. Nếu mà nói về mà phá rừng á, mà làm giàu á, là phải nói là chế độ Diệm. Tại sao cái chế độ Diệm khi mà đưa những người Bắc 54 mà cái đám mà đấm ngực á, vào Nam á, là họ được cái chế độ Diệm ưu đãi, có nghĩa là gì? Họ vào họ khai thác và khai thác lâm nghiệp, cái là vô tội vạ, để về chi họ đóng bàn ghế như các bạn đã, nếu mà các bạn trẻ thời xanh xao này bạn biết, nhưng mà nếu mà ai như cái tuổi tuổi tôi hay là lứa tuổi anh Cầm hay là cái người lớn á, sẽ hiểu rằng cái khu vực phố này như thế nào và những cái nơi nào, như một số cây 125 đường mà lên Phương Lâm Định Quán này, là người tất cả những cái người mà gọi là đấm ngực á, những người mà di cư vào Nam mà đấm ngực á, là họ khai thác vô tội vạ. Khi mà kiểm lâm á mà bắt họ thì họ bảo rằng ngô tổng thống ơi, cứu các con với, cứu các con với ngô tổng thống ơi, thế là ở trên chỉ đạo xuống là bắt buộc là phải thả họ, họ họ được cái sự yểm trợ của ngô tổng đó. Tại vì tại sao ngô tổng thống phải bảo vệ họ, là vì họ là con dân của Ba Ti Căn đó, họ là dân đấm ngực, hiểu không? Và bây giờ tôi hỏi các bạn, sau khi những cái vùng lũ lụt trước đây, những cái Phọt Mù Sa này kia nọ đó, tại sao các linh mục Cả đi ra là gọi là các linh mục đấm ngực mà loại phản động như thằng Nam hay là thằng này ABC đó, thì nó bảo rằng dân hãy đóng góp cho nó để đi thưa đi kiện hay là này kia, nó bảo là nó thương dân giúp dân. Vậy thì tại sao cái lũ lụt không thấy nó, hay hoặc là qua cái cơn dịch không thấy những cái thằng phản động đó nó hô hào à, bà con đóng góp cho tôi, những người công giáo đóng góp cho tôi để tôi đi làm từ thiện, mà tại sao nó thấy rằng khi Đài Loan họ vi phạm về vấn đề môi trường, họ đền 500 triệu lại nó là bắt đầu nhảy ra nó kiếm ăn, hay là những cái loại thế lực mà đấm ngực ở bên Đài Loan kể cả bên Mỹ, nó kêu gào, nó kêu là đóng góp để mà giúp cho dân này kia kia đó, tại sao? Là tại vì nó muốn đúc túi tụi đó, đúng không? Tại vì nghĩ rằng đất nước này không phải là đất nước của những cái bọn phản động đó, mà cái đất nước Vatican mới là cái đất nước của những cái bọn linh mục phản động đó, đúng không? Đúng thực tế quá đi chứ. Bây giờ này, qua những cái lũ lụt bây giờ, các bạn có thấy không, có một cái đoàn thể nào của bên công giáo như là thằng Thục
thằng Tăng hay là tất cả những cái thằng mà trước đây mà nó đều hô hào mà để mà giúp cho dân, ủng hộ dân á, nó mang cái quà từ thiện nào đến cái vùng lũ đó để mà giúp đỡ cho dân chúng hay không? Có không các bạn? Hầu như tôi chưa thấy trên một cái clip nào mà ở trên cái không gian mạng mà đưa lên là tất cả những thằng đó nó lòn mặt ra mà để mà nó đi cứu trợ hết, đúng không? À mà tại sao Phật Quốc Sa bảo rằng dân phải đưa tiền, đóng tiền cho nó để nó đi kiện này kia nọ đi thưa đi cái đó, các bạn thấy không? Tại vì chúng nó nghĩ rằng là cái dân tộc Việt Nam này không phải là một đất nước của nó, mà cái đất nước đó là cái nước Vatican. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy rằng cái bản chất của những cái bọn gọi là phản động, những cái bọn mà dâm chủ cụi hay là những cái tổ chức lưu vong ở tại hải ngoại đó, mục đích của nó là gì? Nó xuyên tạc, nó xuyên tạc đủ mọi cách. À, ngày hôm nay nó đưa những cái clip ra mà khoảng vào năm 1916, 15 gì đó, bắt đó. Nhưng mà thật chất ra chúng nó như một cái nồi cắm heo. Cái sự dơ bẩn của tụi nó, cái sự mà vô đạo đức của cái bọn mà lưu vong á, như là cái bọn dâm chủ cụi á, nó không thể nào mà người ta nhìn được, người ta ngửi được hết. Cả cái dân tộc Việt Nam này, người ta đều lên án cái bọn đó. Và chính cả đồng bào ở tại hải ngoại, người ta đều lên án cái bọn gọi là những cái tổ chức lưu vong phản động đó. Nó chỉ lừa gạt thôi, mục đích của nó là lừa gạt thôi. Đó. Đó, bây giờ thí dụ như bây giờ tôi nói là bây giờ có cái gì, thí dụ như bây giờ cái vụ này đi, thì con, bây giờ những cái con đăng trang này tụi nó không kêu gọi nữa rồi. Tại vì sao? Người Việt ở tại hải ngoại, người ta đã lột được cái mặt của những cái tổ chức phản động, như cái thằng gọi là Bob People, cái thằng Điển Lương Thắng, rồi cái thằng tất cả nói chung là của bọn Việt Tăng, Việt Bôi rồi này kia nọ, là người ta đã lột mặt tạ hết rồi. Không còn ai tin tưởng nó nữa hết. Tại sao nó là cái tổ chức, nó mang danh là tổ chức tôi ở hải ngoại to lớn, mà tại sao người dân người ta không tin? Người dân ở hải ngoại tin, tại vì khi mà người Việt ở tại hải ngoại, người ta trở về Việt Nam vào cái thập niên bắt đầu mà về nhiều nhất ấy, là bắt đầu khoảng vào năm 1995. Người ta thấy một cái sự phát triển của đất nước, người ta thấy ở Việt Nam đầy đủ một cái sự tự do và dân chủ, tự do về tôn giáo, tự do về ăn nói, cái sự tự do nó quá nhiều hơn ở bên Mỹ. Cho nên vì cái chỗ đó mà người dân người ta nhìn thấy rằng là chính là mình bị lừa mấy chục năm nay. Mà tại sao người dân hải ngoại họ bị lừa, các bạn biết không? Cho tôi xin một chút xíu tôi phân tích. Trước bắt đầu năm 75, khi mà một số người Việt họ đi vượt biên, cho đến chiều dài, cho đến từ ở bên đảo, rồi khi mà từ bên đảo họ mới định cư được nước thứ ba, họ qua Mỹ hay qua Pháp, qua Đức hay là qua Anh, nói chung là qua tất cả đi các nước trên thế giới, thì lúc đó họ chưa có được nhập quốc tịch, họ chỉ mang một cái hộ chiếu gọi là cái bát tị nạn, phải không? Thì khi mà có một số bắt đầu năm 1990, khi mà Việt Nam mở cửa phát triển về kinh tế, định hướng về cái kinh tế thị trường, thì lúc đó họ cũng họ muốn về lắm, nhưng mà một số họ chưa dám về. Tại sao các bạn chưa dám về không? Mà chính Việt Nam đã tạo cho người dân hải ngoại một cái cơ hội để trở về Việt Nam. Tại vì khi mà anh mang một cái bát tị nạn, anh không được trở về ở một cái nơi nghiên quán của anh. Nếu mà anh trở về mà khi mà anh qua lại hay là có một người nào thi thưa anh á, là cái nước sở tại nó sẽ tịch thu cái bát tị nạn đó, nó tước cái quyền tị nạn của bạn, và đồng thời nó trục xuất về bạn lại ở một cái nước nguyên quán của bạn. Cho nên vì cái chỗ đó mà người ta không dám về. Thì bên cạnh đó, nhà nước Việt Nam tạo cho một cái cơ hội để cho người Việt ở hải ngoại họ được về như thế này. Tất nhiên bạn tự tưởng sứ quán Việt Nam mình làm một cái visa rời, bạn Như Vi hiểu không, các anh chị em hiểu không, là tất nhiên là một cái visa rời là gì, từ ở Mỹ tới Thái Lan, rồi từ Thái Lan đó một cái visa từ Thái Lan á đi về Việt Nam. Cho nên đó là gì, Việt Nam đó mang một cái lòng nhân bản để cho người Việt Nam trở về quê hương để nhìn thấy quê hương của mình, đất nước của mình được như ngày hôm nay như thế nào. Và từ đó xuyên suốt tới cái khi mà bắt đầu năm 1995 95 năm 2000, bắt đầu người Việt họ đủ một cái thời gian và họ xin vào quốc tịch, thì bây giờ cho đến ngày hôm nay họ trở về rất là nhiều, và họ nhìn thấy được cái tầm vĩ mô của đất nước đang phát triển, người dân họ giàu, đúng không? Cho nên vì cái chỗ đó mà những cái báo đài, những cái loa
xuyên tạc chống cộng ở tại hải ngoại á, nó không còn đất sống nữa đó, nó không còn đất sống nữa. Người ta nói là cái gì nó sự thật, nó sự thật. Cho đến ngày hôm nay thì các bạn thấy không, tại sao người dân hải ngoại người ta không bao giờ tin tưởng và đóng góp cho những cái bọn lưu vong đó nữa, chỉ còn một số nhỏ thôi đó, còn một số nhỏ thôi. Đó là gì? Đó là cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, và cùng với toàn dân Việt Nam họ cố gắng để phấn đấu để vượt qua những cái gì mà kết thúc cuộc chiến tranh và bị cấm vận, và đưa một đất nước đến ngày hôm nay. Mà đến ngày hôm nay cả thế giới người ta đều công nhận Việt Nam, cả thế giới người ta đánh giá Việt Nam là một nước đang phát triển. Và trong một cái thời kỳ Covid như thế này, các nước tư bản, các nước lớn ở phương Tây họ còn đang phải lận đận trong cái vấn đề dịch Covid, mà Việt Nam chúng ta đã đạt một con số có nghĩa là trên 3 mấy về phát triển kinh tế. Thì đó là cái gì? Đó là các nước họ đang nhìn thấy các nước Việt Nam, họ đọc Đảng nhưng mà họ đi một con đường rất là đúng. Họ cũng mong muốn lắm chứ. Đó, họ mong muốn lắm chứ. Cho nên cái bọn mà gọi là cái bọn lưu vong á, nó chả hiểu gì hết á. Nó không biết cái gì hết á. Đúng rồi. Tại vì hiểu là không biết, nó hiểu nhưng mà nó cố tình không biết. Tại cái bản chất của tụi nó là bản chất không có dân tộc, không có tổ quốc. Cái bản chất của tụi nó là đi ăn bám, và bản chất làm tay sai. Tay sai thời ông cố nội của nó, cho đến thời cha của nó và đến thời bây giờ. Đó. Trong khi đó những người da trắng, thí dụ như người bên Đức nè, hay là những người bên Mỹ, nói chung là tất cả những dân tộc khác, khi mà nói đến Việt Nam là đều người ta đều ngưỡng mộ. Tôi đi làm kinh doanh quán ăn là khách nước ngoài vô người ăn. Mình hỏi về Việt Nam, tao mới đi Việt Nam về, hỏi Việt Nam, good, oh, so good, so good. Mà hỏi tới mấy thằng Việt Nam, mà mấy cái thằng Việt Nam mà trong đầu nó mà không có cái tổ quốc, Việt Nam như thế này, Việt Nam. Bà mẹ nó đây nó ăn mì gói chết mẹ luôn mà mày đặt, mà trong khi Việt Nam mày tôm hùm, tôm ăn nó ca bán được. Ở đây có một đề như này, ngay cả thằng Jason Nguyễn này cùng với cái đám phản động ở trong nước cũng như hải ngoại ấy, hôm qua chiều hôm qua ở cái diễn đàn quân chương từ Việt Nam, lúc đấy vào khoảng 5:17:30 buổi chiều ấy, thì bọn chúng kêu gọi rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên từ chức đi, bởi vì Thủ tướng không đi thị sát, không xuống với dân đấy. Nhưng mà cái đấy là cái việc mà bọn chúng kêu gào và xuyên tạc như vậy. Nhưng mà Thủ tướng nhá, bất trăm công nghìn việc, lúc đó đang mưa gió rồi, bay từ Hà Nội vào thành phố Vinh, Nghệ An với Thừa Thiên Huế, vào Thừa Thiên Huế để chỉ đạo lãnh đạo với quân khu 4 đi tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cho 13 chiến sĩ này, và chỉ đạo cả khu vực miền Trung. Và những cái nguồn tiền gạo 400 tỷ với là 5.000 tấn gạo để cung cấp cho bà con, ra kịp thời chỉ đạo ứng cứu cho bà con ngay. Đấy là ai mà bọn chúng kêu gọi như thế? Thì chú đã nói rồi mà, chú đã nói là cái bọn mà lưu vong với là cái bọn dâm chức bụi là cái đầu nó không có não. Cái đầu nó là nhét gì bên đấy, rồi hủ trong đó không à. Đúng không? Đã là phản động rồi. Tụi nó là cái phản động là mà dân không có tổ quốc mà. Đấy không? Đấy. Thế bây giờ tao hỏi chúng mày nè, chúng mày nói là chúng mày bảo rằng là yêu cầu thủ tướng chức, tại vì tụi mày có tư cách gì? Bây giờ bằng bà bảo luật, tụi mày lúc nào cũng nhìn nhận tôi là dân Việt Nam. Vậy thì đồng bào bảo lục đó, tụi mày có bỏ ra được cái gì mà để làm công tác viện trợ để cứu giúp đồng bào hay không? Tụi mày làm tốt đi. Đó, những cái tổ chức có hải ngoại đó. Tôi về tôi phục quốc, tôi về tôi mang lại quyền lợi cho dân. Vậy thì thiên tai nè, lũ lụt nè, tụi mày không mang 1-2 tỷ về để giúp đi. Thì mày làm được như vậy á, thì lúc đó mày mới lấy được cái niềm tin của quần chúng, của nhân dân. Thì mày mới có sự cạnh tranh với Đảng Cộng sản đúng không? Tụi mày tôn ra đúng không? Tụi mày là cào bàn phím, phun nước bọt, nuốt nước bọt. Thôi các con lưu vong, quên đi, tụi bay không có cửa đâu, không có cửa, đúng không? Thế thôi. Bây giờ đừng có nói đâu, đừng bỏ mẹ nó cái đám mà gọi là phản động đi. Tại đối với tụi phản động là gì? Tụi nó không hơn không kém gì con chó sủa trăng.
lúc nào cũng gâu gâu gâu, lúc nào cũng cào bàn phím. Đó, đó là gì? Đó là hành động của những thằng ngu dốt. Đấy, Chúa đã nói rồi, thủ tướng những nhà lãnh đạo đất nước ấy, khi xảy ra mọi sự việc thiên tai, người ta đi khảo sát liền, người ta nắm rõ cái toàn bộ và tất cả các ban tham mưu, tất cả các bộ, các ngành, các cấp từ địa phương cho đến trung ương, người ta báo cáo qua thủ tướng và thủ tướng sẽ lên một cái kế hoạch chi ngân sách bao nhiêu, hỗ trợ cái gì, làm cái gì. Đúng không? Không, tụi nó đúng, tụi nó nói đúng. Tại vì ở bên Cali thường thường hay là bên nước ngoài, đám tổng cộng hiện lúc nào cũng cầm cờ để xin mì gói đó, nên lúc nào cũng có mặt tại hiện trường đó, nên tụi nó phải nghĩ vậy. Phải không? Còn ở Việt Nam á, còn ở Việt Nam á, chỉ cần một tỷ tiên thôi, một chỉ cần một tỷ tiên là có 100 mấy chục tỷ rồi. Phải không? Đó là gì? Đó là tinh thần của người Việt yêu nước, nó thể hiện rõ ràng cái đẳng cấp của dân tộc Việt Nam mà nó như vậy. Ừ, chứ còn cái bọn mà phản động lưu vong thì nó mừng quá, mong cho cuốn trôi đảng cộng sản. Đó là cái con người thiếu năng trí tuệ. Đó. Mắt nó không có. À, nhân dịp này cháu cũng chia sẻ thêm với chú với mọi người rằng á, đối với chuẩn ba đảng tới thì Bộ Chính trị với là cái ban gọi là lấy ý kiến của toàn dân, không những là người trong đảng mà toàn thể quần chúng nhân dân trong nước góp ý vào cái dự thảo 13 của đảng. Ở đấy một cái rồi, xong một cái nữa là bà con kiều bào ở hải ngoại cũng có quyền góp ý vào đó bằng hình thức gửi thư điện tử trực tiếp. Đó, cái đó thể hiện cái gì? Thể hiện cái đảng vì nước vì dân không? Cái đó là lấy dân làm gốc. Đúng mà rồi. Bác Hồ đã nói rồi nha. Lấy dân làm gốc. Đó. Nhưng mà cái bọn phản động nó đâu phải là dân đâu. Mấy thằng nào bảo là tôi người Việt Nam, mày đưa cái hộ chiếu Việt Nam tôi mày coi đây, bây giờ thằng nào đâu. Cái thằng những cái bọn mà lên hải ngoại, ở hải ngoại mà lên nói là à, tôi là người dân Việt Nam, tôi này cái mày đưa hộ chiếu Việt Nam đây. Mày có hộ chiếu Việt Nam, chúng mày có hộ chiếu Việt Nam thì chúng mày mới có cái quyền công dân. Chứ còn chúng bay đồng quan mang quốc tức Mỹ và tụi bay bảo rằng tôi là công dân Việt Nam, điều đó là nó sai, nó sai cái công ước quốc tế. Hiểu nói không? Hiểu nói không? Má cho nó này, nó sinh ra ở một, nó đang sống ở một nơi gọi là văn minh của thế giới, nó tự cho là nước Mỹ văn minh thế giới. Nhưng mà cái con người nó càng ngu hơn là những các nước chậm phát triển nhất thế giới. Nó thua cái thằng Lào, thằng Campuchia cái với cái suy nghĩ này. Đúng không nè? À, mà nó bị bắt, nó bị bắt cái đó. Thống ơi, Tổng thống ơi, tôi là người Mỹ, hãy cứu tôi ra, hãy cứu tôi ra. Đó. Nhưng mà khi mà nó ở bên đó thì lúc nào nó không sủa vậy, tôi là người Việt Nam. Đấy. Bọn này nó như con cắt kè vậy. Nó như cắt kè, phải không? À, khi thì nó xanh, khi thì nó đỏ. Cái bọn này nó như vậy mà. Ok, thôi mình xuống nghe để cho người khác lên. Thế thôi. Dạ, chào bà. Chào chú.